phân này xong thúi đấy. Đấy là còn sầu riêng, mùi rồi đấy. Anh ăn bẩn vừa phải rồi. Trông cây mít ở trong một phần. Đến ở đây quả sầu riêng mà. Sầu mít. Riêng nhưng mà sầu riêng. Mít mày thấy quả mít nào nó gai như này? Chắc quả này là gai. Sao biết đâu, hỏi người ta chứ, hỏi tao. Này anh em mình chị. Nhưng mà thối này ăn làm sao được? Thấy người ta còn đặc sản đấy. Lại như món đông chưa đặc sản của anh ấy. Anh người chết chứ, cứ đặc sản là phải gì. Tại vì ở đấy đương dưa là Bến Tre, còn cái này là ở đâu trắng rồi, cũng ở trong miền miền đấy. Thì anh đi đâu anh đừng mua đặc sản, anh mua bình thường. Từ từ dã man ui sọc ấy. Ui anh cái này mà tôi ra đường rồi, chiến thuật đấy. Cái này mà tôi ra đường chúng ta đấm một lớp chứ. tí nữa tao cho mình kiếm vào. Ui, ui to rồi. Anh không thú nhóc. Ăn đi. Ăn đi đặc sản đấy. Rồi, rồi chứ nó rồi. Chả thế em thì, em hiểu quả mít rồi. Mít nấu quá rồi mình mít thúi. Không phải đâu, đấy là đặc sản đấy, mày chán thử đi. Thế anh đặc sản anh chán chưa đi. Để trước đây anh đưa về trước để tao thử nó một chút. Đặc sản. Đặc sản như khám lòng. Ui, nó muối hết đấy. Sao ít muối à, mà muối nó rất to. Nếu vì cái này đi, cháu còn phải nặng quá. Ui dạ. À, để cho xem bánh cho bọn nào. Mấy mấy cái món đặc sản. Đứng im. Mày thử ăn xem. Bây giờ mày ăn thì tao ăn được. Không. Không thì miếng bé này. Không ăn đâu. Con bé. Anh đi mà ăn. Đây. Ăn thử trước nhé. 50.000. Để ăn thử trước. Chắc mỗi lần lấy một khác rồi. Mày thử ăn nào. Mày thì cái gì mày không đớp được. Đó. Dạ. Thế hơi khẩm khẩm ấy. Thế anh chứ là uống ấy. Cái này nó như cái lúc bịt mũi và ăn nó béo béo ngậy ngậy. Ui mở mồm mồm càng ăn nó càng khọc khọc thì nó kiểu gì ngậy lắm. Món này á anh chỉ nước cho chó chứ không đâu đấy, cả cơm cũng sáng ăn nữa. Không chán được à? Thôi đi, tao tưởng mày thích những cái món độc dị lạ. Hả? Chừng ở đây là đúng chưa nó đặc sản, càng đặc sản càng khoan các bạn. Anh nó khắm rồi, nó khó gì.
Tắm thì tắm, tắm thì kiểu khác ấy. Được, bây giờ phải chơi ăn thử thách này nhở. Mày ăn miếng to ta ăn miếng nhỏ. Mày ăn miếng nào rồi? Bây giờ được tiền. Em ăn miếng này. Mày ăn miếng này. Ăn gì? 20. Không. Miếng này 20 nghìn. Miếng nào? Miếng này 30. Mút. 50. Con cẩu ấy. Ăn ngon bảo mẹ thế lại còn. Anh ăn đi. Ngon, tao thấy ngon thật. Nhưng mà từ để tao định thần lại đã. Em ăn miếng này, miếng này 50. Được. Mà tao không cầm đấy. Không, đi đấy. Hả? Đi đấy. Vâng. Anh không có tiền gì. Có sao đó? Không có. Tao không có lắm tiền lắm. Em có tiền với mẹ em rồi. Đấy, để đâu rồi? Em lại nhét vào chim rồi. Đi đấy, chơi đi. Hả? Nắm chục ăn đi, tao bao giờ lừa mày đâu. Hả? Không. Tao bao giờ lừa mày đâu. Không tin được một con đường nào hết. Ăn đi tí tao giả. Không, em đang đau học ăn thế này về khỏi nói luôn. Nói ra còn không được miệng ấy. Thối mồm. Cái này là chữa bệnh thối mồm cho tôi các bạn. Có khỉ. Chữa bệnh thối mồm. Ăn này vào phải thối mồm. Nghĩa là thối mồm thì ăn cái này nó lại mùi khác, nó thành không, mùi... Không, cái tiền này, thì nãy em đi con đi em ăn. Hả? Tầm nước thối mồm. 50 ăn tất 3 miếng này. Chơi luôn. Chơi luôn nhá, nhiều đấy, để tao đi lấy tiền. 60. Mình đi trứng gà thối. Đây, mày tự ăn à? Tự ăn nó đấy. Đây, tiền này. Tụi ăn được cái gì? 5.000 đấy. Ăn đấy. Đủ tiền lấy gì? Ừ, đủ tiền. Chưa, không được lấy lại không? Ừ, cho người tất. Công ty lại bảo tụi anh thưa ở nhà đây, bố mẹ có 50 thôi. Đây, chẳng đi, chẳng đi. Cấm được luôn. Tao phải đứng, tao ngồi đầu gió. Ngon không? Ngấy quá. Ngấy á? Ngấy như khẩm. Cái gì? Anh làm già mồm luôn nó. Chắc có chết. Thấy một quả nhé. Ừ, anh nhìn tạm chấp nhận. Ui. Nghe chất lớn nè. Ai đây? Em một miếng rồi. Điên nè. Ăn đi. Ôi dồi ôi. Tao đến mùi kinh điển đấy chưa cơ. Thôi, em ăn một cái rồi cho nó ngủ. Được. Anh ăn được tiền. Ừ, được, xong. Được đấy. Lấy đâu giá, ăn hết lấy ra được tiền. Hay em làm ăn nữa. Bắt ra cho mọi người nếm thử. Nếm thử, em nếm hàng xóa. Thế nếm. Kỳ quá. À, mang gai này để ra chất, chất được. Kinh gì? Sợ gì? Không thể chấp nhận được một cái món đặc sản. Luôn. Em có thể ngon đâu. Thì ai thích ngon? Thế mà em bảo đặc sản. Người ta bảo đặc sản, người ta biết là đặc sản. Chúng tùm khăn khăn kia thủy hạn của anh đó. Từ từ cầu gặp, chưa thấy hạn rồi đó. Anh toàn là nhiều múi phết đấy. Chính ra nhé, một múi. Ôi thôi. Wow.
Đây, con này, bán đi. Điên à? Ý. À, em phải mang cái này. Để em giải ra đây đó. Đúng, cầm đấy. Đi. Em không cầm hết. Anh ơi. Đấy, cầm bao nhiêu thì cầm. Giải bỏ nó trong một giấc trời nhá. Làm miếng. Anh cho chi nè. Anh cho nó chi nè đi. Ăn thì nó tới là mẹ. Không, không ăn được rồi. Không miếng chứ à? Ăn sợ rồi. Đặt cho xanh. Rồi bây giờ ba con đánh rồi thôi nhá. Hả? Bây giờ vậy con ngon lắm. Ăn miếng. Ăn miếng. Xóm ăn thử. Ừ, ai này chặt vào cái món này. Anh về giải cắn được đấy. Hai tay lấy nữa thì mình không chứng. Đây, bắt tiền vào nhà, bắt tiền đây. Mình xin miếng ạ. Ăn thử xem thế nào. Ăn thì mũi thì ăn thật tí. Ủa giống mũi cứ lạ thế nhỉ. Ngon. Ngủ cái đấy. Ủa đâu thì đâu. Ăn được. Có người không ăn được. Ui cháu ngưng như vậy. Cháu ngưng lắm. Ui. Ngon lắm không Tấn. Thế nào. Ngủ cái gà. Ngủ cái gà. Đeo mẹ tay mẹ tự xoay mẹ là xí cát. Ui mẹ ăn ở đấy nhá. Cho người ta mau. Không. Cho nó. Ngon ngon. Cái này chết. Ngậy lắm. Ngon ngon ngon. Ta mau. Ngon. Cái này ai ăn được chẳng ăn được. Ai ăn ăn. Ăn sâu sâu riêng. Cái chẳng ăn nhỉ. Không ăn lắm. Không biết ăn à. Ta mang này. Mày nghe sự thích. Không ăn thế sự thích. No rồi đấy. Quả ngon đấy. Chưa. Chưa, ngon. Chưa nghe. Không mày ăn đâu. Sự thích. Cháu yêu miếng này. Sự thích cây sầu riêng đấy. Chưa. Chưa được đọc á? Làm miếng. Như cái mèo. Chính xác cái này nó là nó quá thơm nó lại thành thối. Nó thơm quá nó thành thối. Thơm quá rồi lại thành thối. À. Như cái mèo. Đây cho làm gì ăn đâu. Cảm ơn. Đây là món là miếng. Má ai hả? Tên là ăn chứ. Miếng không? Mùi ngon. Thế mà đặt khai phát đấy. Mày cũng chén cái cẩu mày. Nhưng mà mày sao nó ngơi, nó khổ mà. Hả? Mày sao ngơi nó lỗ. Mày chén ác thế rồi.
Hết rồi các bạn, đặt khách hết. Đặt khách hả? Ôi, cá kia không dùng bẫy à? Cứ miếng. Bay phim à? Đó. Bay phim à? Đó, quay trong đi ạ. À thế à? Ba chú miếng. Trời, đã chụp ảnh à? Để ba chú miếng nhé. Ăn đi các cháu. Ngon quá. Chưa ăn đã thấy ngon rồi. Cháu chả chơi được cái món này. Thế à? Sợ lắm. Ăn được. Ngon lắm. Ngon nhưng... Cái này ai ăn được thì mới thấy ngon. Ngon nhưng biết mật ấy. Bố tao không ăn được vậy. À thế. Không ai ăn được. Thế anh ăn được đâu rồi bố ơi. À thế. Nhưng cháu về đây. Hết rồi. Bác mình à. Anh à. Mấy bạn chiêu nhỉ. Hết các bạn. Đặc sản đấy. Đặc sản. Này mà. Ô, mấy hôm trước xem mấy thằng Tây nó ăn thấy khoái khoái. Đấy. Ba. Ba. Đi dọn đi đấy. Đấy. Nó đi. Vai à. Dọn đi dọn. Thôi, clip này anh em mình sẽ kết thúc ở đây này. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment. Nghĩ tưởng bên dưới. Nhớ đăng ký kênh và bên cạnh nhé.